Nền kinh tế Trung Cộng chậm lại trong tam cá nguyệt thứ bảy. Kính thưa quý vị, từ tháng 7 cho đến tháng 9 vừa qua, nền kinh tế của Trung Cộng tiếp tục bị chậm lại trong tam cá nguyệt thứ bảy, không đạt được mục tiêu của chính phủ lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Văn phòng Thống kê Quốc gia Trung Cộng vào hôm thứ Năm cho biết, tổng sản lượng quốc nội trong quý thứ ba đã tăng trưởng 7.4% so với một năm trước đó. Đây là lần đầu tiên mục tiêu chính thức đã không đạt được kể từ quý đầu tiên của năm 2009, khi mức tăng trưởng chỉ có 6.5%. Ông Shen Lai-yung, phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia cho biết, kết quả này là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, làm cho nhu cầu bên ngoài Trung Quốc bị suy giảm mạnh, tạo rất nhiều áp lực cho tăng trưởng kinh tế của quốc gia này. Trong khi tăng trưởng tổng sản lượng quốc nội 7.4% sẽ là một niềm vui trong các nền kinh tế đã phát triển, đang bị suy thoái rình rập, thì đối với Trung Cộng, đây là một suy giảm mạnh khi mà tăng trưởng kinh tế đã lên đến 9.2% trong năm 2011 và có mức tăng trưởng trung bình hàng năm gần 10% trong 3 thập niên qua. Bắc Kinh đã giảm mục tiêu tăng trưởng chính thức xuống còn 7.5% cho cả năm nay, từ mức 8% đưa ra trước đó. Theo dự báo của nhiều kinh tế gia, thì Trung Cộng sẽ đạt được tăng trưởng kinh tế ở vào khoảng 7.7% cho năm 2012. Ông Shen cho biết, nền kinh tế quốc gia đang có xu hướng ổn định. Trong quý thứ tư, các lĩnh vực đầu tư, nhập khẩu, tiêu thụ và xuất khẩu, tất cả đều nhìn thấy những thay đổi tích cực. Ông tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu 7.5% tăng trưởng cho cả năm. Hôm thứ tư, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã nói rằng, tình hình kinh tế trong quý thứ ba tương đối tốt và chính phủ đã tự tin có thể đạt được mục tiêu. Ông Tim Condon, kinh tế gia khu vực châu Á của ING, cũng tỏ ra lạc quan cho cả năm. Ông cho biết, các số liệu tăng trưởng sản xuất công nghiệp và xuất khẩu đạt được trong tháng 9 khá mạnh mẽ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình kinh tế toàn cầu đã vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất. Tuy nhiên, suy thoái đã làm sai lệch nhiều lần dự báo của các phân tích gia trong năm nay. Một số phân tích gia trích dẫn số liệu tăng trưởng tiêu thụ điện đang chạy ở tốc độ bằng một nửa mức trung bình trong 5 năm qua là một dấu hiệu biểu hiện của tình trạng bất ổn kinh tế. Sự chậm lại của nền kinh tế Trung Cộng diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một quá trình chuyển tiếp quyền lực nhạy cảm 10 năm một lần, sẽ bắt đầu tại một đại hội đảng Cộng sản từ ngày 8 tháng 11.